Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, lời đầu tiên thầy xin được cảm ơn lời giới thiệu của thầy Phó Chủ trì chùa Bồ Đề. Cũng xin được cảm ơn chư tăng tại chùa đã tạo nhân duyên hôm nay thầy được trở về đây, nhân đạo để trở về đây để chia sẻ một cái bài pháp đến với quý vị trong đạo tràng tu bạc con trai. Theo thầy biết thì đạo tràng Bạc Con Trai ở đây được chùa Vô Đề tổ chức 1 tháng 2 kỳ và cũng được nhiều năm rồi, hình như là 17 năm. Và hôm nay thầy đến với đại chúng, đến với quý Phật tử với một cái chủ đề, đó là tịnh độ tìm ở nơi đâu. Thưa quý Phật tử, pháp môn tịnh độ thì có lẽ không còn xa vời với tất cả quý Phật tử chúng ta. Phật giáo Việt Nam pháp môn hành trì mà chủ yếu thì đó là gọi là thiền, tịnh và mật, tức là thiền tông, tịnh độ, niệm Phật và trì chú. Mà thường thì chúng ta kết hợp gọi là thiền, tịnh, song tu. Vậy cái đề tài mà tịnh độ tìm ở nơi đâu thì đầu tiên thầy xin triển khai gọi là ôn lại bài cũ đó. Thường thì chúng ta sẽ được nghe, được giới thiệu có rất nhiều cõi tịnh độ, ví dụ như cõi tịnh độ của Đức Phật Dược Sư tại thế giới Đông Phương. Nhưng mà gần gũi nhất có lẽ Phật tử chúng ta sẽ biết về thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, ngang qua một cái bản kinh, đó là kinh Phật Thuyết A Di Đà. Thì thầy xin nhắc lại một cái nguyên văn, một cái đoạn kinh ở trong kinh A Di Đà thì Đức Phật mới nói như thế này. Lúc bấy giờ Đức Phật gọi thầy Xá Lợi Phất và bảo rằng: từ đây đi qua phương Tây, cách khoảng 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới gọi là Cực Lạc. Trong cõi ấy có một vị Phật tên là A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Vì nghe rất là quen thuộc đúng không ạ? Đây là bản kinh A Di Đà mà chúng ta thường tụng. Có khác chăng là thường là quý vị sẽ tụng cái bản kinh, đó là kinh của bản dịch của A Thượng Thích Trí Tịnh. Còn thầy ở đây thầy sử dụng cái bản dịch nghĩa của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Tiếp đến thì Đức Phật nói như thế này: này Xá Lợi Phất, đất nước ấy vì sao gọi là Cực Lạc? Bởi vì dân chúng trong nước ấy không biết khổ là gì, chỉ hưởng thụ mọi thứ an lạc, cho nên cõi ấy được gọi là Cực Lạc. Thì đây là cõi tịnh độ mà chúng ta thường nghe, đó là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà tiếng Phạn là Amita Buddha. Và Đức Phật A Di Đà có mấy nghĩa quý vị? Ở đây có Phật tử nào có thể cho thầy biết là danh hiệu Đức Phật A Di Đà là có mấy nghĩa? Mời quý vị Phật tử chúng ta mạnh dạn, chúng ta phát biểu để chúng ta ôn lại kiến thức cũ. Một cái đoạn kinh ở trong kinh A Di Đà mà thầy vừa nhắc lại. Và danh hiệu Đức Phật A Di Đà có mấy nghĩa theo quý vị biết. Mời đại diện Phật tử, mời Phật tử đồng quan. Dạ, A Di Đà Phật, thưa thầy, con còn nhớ với thầy giảng cho con rằng Đức Phật, danh hiệu Đức Phật A Di Đà có 3 nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Rồi quý vị cho Phật tử đồng quan 100 một tay. Phật tử đã trả lời rất là đúng. Và hôm nay thầy xin được giới thiệu thêm. Đúng rồi, danh hiệu Đức Phật A Di Đà có 3 nghĩa, đó là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Nhưng mà vẫn còn một nghĩa khác quý vị. Có quý vị nào biết không ạ? Có quý vị nào có tìm hiểu đó thỉnh thoảng? Nhiều khi là quý vị có thể nghe thầy chủ trì ở đây chia sẻ, hoặc là có thể nghe thêm trên mạng. Này là mình tìm hiểu thêm nha, chứ không phải là thầy cũng phải là đảnh độ Phật tử, mà thầy với cái bài giảng tịnh độ tìm ở nơi đâu thì thầy muốn phân tích một vài khía cạnh. Và quý vị nào có biết thêm là danh hiệu Đức Phật A Di Đà còn có một nghĩa nào khác không ạ? Thì để không mất thời gian của đại chúng ha, thì thầy xin giới thiệu thêm một cái nghĩa nữa. Ở trong kinh Bình Đẳng Giác và gọi là Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, thì Đức Phật A Di Đà còn có một tên hiệu, đó là Vô Lượng Thanh Tịnh. Vô Lượng Thanh Tịnh, quý vị. Thế giới của Ngài gọi là thế giới thanh tịnh. Tức là vừa rồi thầy đã đọc qua một cái đoạn kinh ở trong kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là một bản kinh mà chúng ta thường tụng trong những cái lễ như là cầu siêu, chúng ta thường tụng. Và qua cái bản kinh này, kinh A Di Đà, thì người học Phật chúng ta được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu một cái cảnh giới mà gọi là cực lạc. Vì cái cõi đó ngay cả tiếng khổ cũng không nghe tiếng, gọi là cực lạc. Và nơi đó giáo chủ là Đức Phật A Di Đà. Và trở lại cái đề tài mà hôm nay thầy chia sẻ đến quý Phật tử đạo tràng và con trai, đó là tình độ tìm ở nơi đó. Thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà cách 10 vạn ức cõi Phật, đó là một thế giới mà rất nhiều quý Phật tử có thể chúng ta phát nguyện để chúng ta xin về. Nhưng mà chúng ta là một người học Phật, mà chúng ta cũng được ít nhiều nghe Đức Phật dạy hoặc nghe vị thầy chia sẻ. Hạnh phúc là ở đâu? Hạnh phúc là ngay ở đây và bây giờ. Cho nên hạnh phúc là không chờ đợi. Mình nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là điều là rất là quý, rất là tốt. Dùng công niệm Phật là điều rất là quý, rất là tốt. Nhưng mà điều thầy muốn chia sẻ đây là đừng chờ, quý vị. Đừng chờ sánh về thế giới Tây Phương Cực Lạc chúng ta mới cảm nhận được sự hạnh phúc đang có mặt. Mà vấn đề là chúng ta phải cảm nhận hạnh phúc bây giờ và ở đây. Cho nên hôm nay cái đề tài mà thầy chia sẻ với quý Phật tử đó, để chúng ta tìm tịnh độ, tìm ở đó, tìm ở đó. Thì thầy chia sẻ như thế này. Bất kể khi nào quý vị Phật tử chúng ta trong 24 giờ đồng hồ mà lúc nào tâm chúng ta nhẹ nhàng, tâm chúng ta thảnh thơi, tâm chúng ta hạnh phúc, thì lúc đó tịnh độ đang có mặt. Vì sao lúc đó đang có mặt? Tịnh độ đang có mặt? Vì lúc đó ba nẻo đường đen tối, tức là địa ngục, tức là ngạ quỷ, tức là súc sanh, nó không có hiện diện trong mình. Và những cái hạt giống tham sân si này được nảy mầm lúc nào? Lúc mà trong lòng chúng ta khởi lên cái sự tham lam, khởi lên cái sự giận dữ và khởi lên cái sự si mê. Thường là chúng ta ngày 24 giờ đồng hồ, thường là chúng ta sẽ sống với tâm tham, và thường là chúng ta sẽ sống với tâm sân. Tuy là mỗi người đều có Phật tánh, mỗi người đều có cái hạt giống của Phật, nhưng mà thường chúng ta không sống được cái Phật tâm. Thường chúng ta không sống được vì sự chánh niệm. Thường chúng ta không sống được với cái sự tỉnh thức. Vì như thế, cho nên tịnh độ, lúc mà chúng ta không sống được với sự chánh niệm, lúc mà chúng ta không sống được với hạt giống tỉnh thức của mình, thì lúc đó tịnh độ không có mặt. Còn lúc nào mà chúng ta có được cái sự chánh niệm, lúc nào chúng ta có được cái sự định tĩnh, lúc nào chúng ta có được cái sự chánh niệm hiện tiền, thì lúc đó chính là tịnh độ. Thầy xin đọc một bài thơ của một cái thí sĩ gọi là Quách Thoại, một thí sĩ trẻ. Thí sĩ trẻ Quách Thoại khi mà đứng và ngậm cái hóa thược dược các quý vị. Hóa thược dược thì bây giờ chúng ta ít thấy, chỉ có Tết đó chúng ta mới thấy. Thì nhà thơ mới làm một bài thơ như thế này. Đứng yên bên hàng dầu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát lời ca em thiên thâu, tôi sụp lạy cúi đầu. Thầy xin đọc lại một lần nữa. Đứng yên bên hàng dầu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát lời ca em thiên thâu, tôi sụp lại cúi đầu. Tôi tức là đây là tức là thí sĩ Quách Thoại. Sao mà có thể ngắm một cái hóa thực dược mà có thể là nhìn bóng hóa mỉm nụ nhìn mong, mà có thể nghe được vừa thoảng em hả? Nếu như trong tâm của thí sĩ lúc đó, trong tâm của người ngắm hóa lúc đó không có cái sự chánh niệm, không có cái sự bình yên nó đang có mặt ở lúc đó, thì chúng ta sẽ không cảm nhận được. Nguyễn Du thì có nói một câu như thế nào? Đại Thứ Hào Nguyễn Du có nói một câu như thế này là: người buồn cảnh cỏ vui đâu bao giờ. Nếu khi nào mà chúng ta tâm chúng ta mà buồn thì mình thấy mưa, sao nó buồn mà rỉu rắc, mà sao nó tê tận. Còn lúc mà trong lòng chúng ta có sự chánh niệm, trong lòng chúng ta có cái sự tưới mát, thì mình thấy hạt mưa nó cũng đẹp quý vị. Đúng quý vị Phật tử. Giống trong nhà mình đang có cái niềm vui gì đó, có thể là mình có thêm một đứa cháu chẳng hạn, hoặc là con mình được học sinh giỏi chẳng hạn, thì mình nghe cái tiếng karaoke của nhà hàng xóm tự nhiên nó cũng thi về. Tự nhiên nghe cái bà hàng xóm hát karaoke là vẫn hay. Còn khi trong lòng chúng ta đang có sự buồn bực, trong lòng chúng ta đang có sự cáu gắt, mà thêm cái tiếng karaoke của nhà hàng xóm thì rất là tai hại. Điều thầy muốn nói ở đấy là gì? Điều thầy muốn nói ở đấy chính là chúng ta phải tìm cho mình được một cái sự bình yên, một sự bình yên nội tại. Vì khi chúng ta có được cái sự bình yên thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái cảnh vật xung quanh. Lòng chúng ta vãng bạc cái sự tham sân si thì chúng ta sẽ cảm thấy được, tức là tịnh độ hiện tiền. Tức là chúng ta sẽ cảm nhận được tịnh độ không ở đâu xa mà đang ở chỗ này, đang chính ở chỗ này. Nhân đây thì thầy xin kể một cái câu chuyện về thiền sư Phật Ấn và Tô Đông Pha. Thì Tô Đông Pha là một đại thí hào, nổi danh thời nhà Đường. Thì có thể quý vị Phật tử có người thì có nghe, có thể là có người chứ. Thì thầy xin kể một câu chuyện để minh họa rõ hơn thì cái sự bình yên, cái tâm Phật ở trong này mà thầy muốn chia sẻ ở trong với cái đề tài là tịnh độ tìm ở nơi đó. Thì một hôm thì thí sĩ Tô Đông Pha, một nhà thơ lớn, đến viếng chùa Kim Sơn cùng ngồi thiền và thiền sư Phật Ấn. Thì sau khi mà xả thiền thì Tô Đông Pha, tức là nhà thơ Tô Đông Pha, mà hỏi thiền sư Phật Ấn: Ngài thấy tôi ngồi thiền như thế nào? Thì thiền sư Phật Ấn mà trả lời như thế này: Trong Ngài giống như Đức Phật. Thấy Ngài ngồi thiền giống như Đức Phật. Thì lúc đó Tô Đông Pha nghe thấy là vui lắm. Nghe thiền sư Phật Ấn khen mình ngồi thiền giọng Phật là vui lắm. Lúc đó thì thiền sư mà hỏi lại: Vậy nhà thơ thấy tôi này, ngồi thiền giống gì? Thì tức là trước giờ là thiền sư Phật Ấn và Tô Đông Pha là hay đối đáp về, tức là về Phật học và về thiền học. Thì nhiều lần đối đáp và Tô Đông Pha đều thua, tức là đối lý trước cái sự thể nhọc, cái sự chứng ngộ của thiền sư Phật Ấn. Nhiều lần là thua. Hôm nay nghe được thiền sư Phật Ấn nói là Ngài thầy tôi ngồi thiền giống gì, ông này hôm giờ là thua rồi. Nên trong lòng là có sự chút là buồn phiền, còn một chút là có gì muốn trả đũa. Cho nên ông nói thầy Ngài ngồi thiền giống như đống phân bò. Thấy không? Thì lúc này Tô Đông Pha mà trả lời trả được cái sự bực bội thì trong lòng rất là vui. Và khi mà nói như thế thì thiền sư Phật Ấn chỉ mỉm cười đó, Và Tô Đông Pha hỉ hái hưởng về gặp một người em gái của mình, tức là Tô Tiểu Mùi. Tô Tiểu Mùi là cũng người có học Phật, cũng gọi là có sự khai mở về trí tuệ. Thì mà hỏi Tô Đông Pha: Hôm nay sao thầy anh về mà tâm trạng rất là vui vẻ, tâm trạng rất chi là phấn chấn? Thì Tô Đông Pha mà kể là hôm nay là trả được nói được cái ông thiền sư là ngồi thiền như động phân bò. Thì kể lại câu chuyện cho Tô Tiểu Mùi nghe. Thì Tô Tiểu Mùi mà nói như thế này: Anh thua Ngài Phật Ấn rồi. Thì Tô Đông Pha mới hỏi sao thua được. Thì Tô Tiểu Mùi mà nói tấm của thiền sư là giống như Phật, cho nên nhìn anh như Phật. Còn chính vì tấm anh như động phân bò, cho nên nhìn thiền sư Phật Ấn như động phân bò. Qua cái câu chuyện này chúng ta thấy cái điều gì? Qua câu chuyện này thầy muốn minh họa thêm một điểm, tức là trong lòng mà chúng ta đầy dẫy cái sự phiền não thì chúng ta nhìn thể cuộc bên ngoài lúc nào cũng đầy dẫy tham, sân và si. Còn trong lòng mình lúc nào cũng có cái hạt giống của sự tỉnh thức, lúc nào trong lòng mình cũng có cái sự tưới mát, cái hạt giống của sự chánh niệm đó quý vị. Thì chúng ta sẽ nhìn đời, gọi là nhìn đời bằng đôi mắt thương, nhìn đời bằng sự hiểu biết, nhìn đời bằng sự cảm thông, nhìn đời bằng sự bao dung. Thì chúng ta thấy cuộc đời, gọi là cuộc đời vẫn đẹp sao, đúng không? Cuộc đời vẫn đẹp sao. Còn Đức Phật nói chúng ta sống trong cái cõi này gọi là ta bà. Vì sao gọi là ta bà khổ? Vì có ta có bà nên nó khổ. Và cái cõi này gọi là ngũ trược ác thế quý vị. Ngũ trược ác thế. Mà nếu cái cõi ngũ trược ác thế này mà chúng ta đòi hỏi gọi là cái sự như ý mình, đòi hỏi cái sự toàn nguyện thì khó lắm. Khó lắm. Vấn đề là chúng ta phải trang bị cho mình cái sự chánh niệm, phải trang bị cho mình một cái đôi mắt mà như lúc nãy thầy nói, đó là đôi mắt thương. Có như thế thì chúng ta nhìn đời sẽ đẹp. Có như thế thì chúng ta sẽ nhìn đời bình yên. Có như thế thì chúng ta nhìn đời cảm thấy lòng mình nó nhẹ nhàng hơn. Tức là nếu tấm mình xấu thì mình thấy cuộc đời nó đâu cũng xấu hết. Còn tấm mình ma thì mình thấy cuộc đời đâu cũng ma hết. Tấm mình là có rác thì mình thấy cuộc đời đâu cũng là có rác hết. Còn tấm mình là Phật. Giống như là thiền sư Phật Ấn ở trong câu chuyện. Thiền sư Phật Ấn nhìn đâu cũng thấy Phật. Nhìn đâu cũng thấy là một vị Phật tương lai. Nhìn đâu cũng thấy hạt giống Phật. Thì Ngài nhìn thí sĩ Tô Đông Pha, thấy Ngài ngồi như Phật. Khó không quý vị? Khó đúng không? Khó. Khó lắm. Khó. Nhưng mà khó, chính vì khó nên chúng ta mới tu. Tu là gì? Tu là sửa mình. Sửa gì? Sửa cái đôi mắt của mình, sửa cái chánh kiến của mình, sửa đôi mắt của mình để chúng ta thấy cuộc đời đẹp hơn. Thầy xin đọc một cái câu thơ ở trong một cái tác phẩm của tác giả Vô Thường. Trong tác phẩm Cuộc Sống Nhìn Từ Ô Cỡ Thiền thì tác giả Vô Thường viết như thế này: ngày biển lặng sẽ chữa được trong lòng nọ cả đất trời. Ngày tâm yên sẽ ôm được vào lòng cả thế gian. Vì nghe rõ cơ mà. Thầy xin lặp lại một lần nữa. Ngày biển lặng sẽ chữa được trong lòng nọ cả đất trời. Còn ngày tâm yên sẽ ôm được vào lòng cả thế gian. Ngày nào mà tâm mình yên thì mình sẽ ôm hết. Ngày nào mà lòng mình mở ra thì mình sẽ thấy cuộc đời đẹp, cuộc đời đầy bao dung. Vấn đề là ngày nào tâm mình yên được quý vị. Có phải ngày mình về thế giới Tây Phương Cực Lạc, ngày đó tâm mình mà yên hay không? Rồi những năm tháng này mình sẽ sống như thế nào? 20 năm, 30 năm, 10 năm chúng ta sẽ sống với con của chúng ta, sẽ sống với cháu của chúng ta như thế nào? Nếu chúng ta là một người học Phật mà tâm của chúng ta không. Nên ngày bình yên là quan trọng đó. Rất quan trọng. Thì thầy chia sẻ để mong là quý vị Phật tử chúng ta, mỗi người chúng ta có cái nhìn, có cái nhìn chánh kiến, có cái nhìn bao dung để chúng ta thấy cuộc đời nó đẹp hơn. Và thêm một điều mà thầy muốn chia sẻ trong cái bài Tịnh Độ Tìm Ở Nơi Đâu, thì để quý Phật tử có thể rõ hơn về cái pháp môn tịnh độ. Tại vì bây giờ chúng ta thỉnh thoảng chúng ta vẫn có thể nghe có những cái ban hồ niệm, rồi cũng nói là hồ niệm 12 tiếng đồng hồ, rồi này kia, thì một người mất có thể được vãng sanh. Thì điều đó có hay không? Điều đó có xác quyết hay không? Rồi nhiều khi chúng ta nghe chúng ta cũng nửa tin nửa ngờ, đúng không? Nhiều rồi thì chúng ta có thể nghe thầy này nói như thế này, sư cô kia nói như thế kia. Đôi khi quý vị Phật tử chúng ta cũng hoang mang, đúng không? Và thầy xin được trích dẫn một vài gọi là bản kinh nói về cái điều kiện vãng sanh. Điều kiện vãng sanh tức là điều kiện để có thể tái sanh được vào cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, mà nhiều phần đầu thầy nói đó là cảnh giới cực lạc phương Tây. Thì trong bản kinh A Di Đà thì Đức Phật mà nói như thế này, thầy đã nói đây là điều kiện để vãng sanh. Xá Lợi Phất, những kẻ thiểu phúc đức và căn lành thì ít hy vọng được sanh về cõi ấy. Thầy lập lại một lần nữa về cái điều kiện vãng sanh. Ở trong kinh A Di Đà là một bản kinh mà quý vị chúng ta thường đọc, thường tụng. Đây là bản dịch của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Thì Thiền Sư dịch như thế này: Xá Lợi Phất, những kẻ thiểu phúc đức và căn lành thì ít hy vọng được sanh về cõi ấy. Nguyên văn của câu mà chúng ta, nguyên văn âm hạng Việt chúng ta hay tụng, đó là bất khả dĩ thiểu, thiền căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Còn một cái bản dịch khác của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh thì Hòa Thượng dịch như thế này: Xá Lợi Phất, chẳng có thể dùng chủ ít thiền căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Qua đây chúng ta thấy cái điều gì? Qua đây chúng ta thấy rằng để được tái sanh vào cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, tức là cảnh giới cực lạc, thì người đó phải có thiền căn lớn, phước đức lớn và nhân duyên lớn thì mới có thể tái sanh được. Thì đây là thầy đang chia sẻ điều kiện được vãng sanh theo bản kinh A Di Đà. Và thầy trích dẫn thêm một cái bản kinh khác, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm 24 gọi là ba bậc vãng sanh. Thì trong này thầy đọc nguyên văn ở trong này để quý vị Phật tử chúng ta từ cái bản kinh. Tại vì quý vị Phật tử ở đây mà theo thầy biết là đạo tràng Bạc Con Trai quý vị đã tu tập khá nhiều năm, thì chúng ta ít nhiều chúng ta đã tiếp xúc. Có thể quý vị cũng có thể nghe thầy này, sư cô kia nói về vấn đề vãng sanh. Rồi thỉnh thoảng chúng ta có thể thấy những ban hồ niệm cũng nói là hồ niệm 12 tiếng, 16 tiếng là vãng sanh. Thì điều đó là có hay không? Thì thầy xin trích dẫn thêm một cái bản kinh khác, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Cái đoạn này thì hơi dài một chút xíu, nên quý vị Phật tử chúng ta cố gắng chúng ta nghe nha. Thầy sẽ đọc nguyên văn ở trong này. Chúng ta lấy lời Phật, chúng ta sẽ lấy lời Tổ để làm gọi là cái mực thước, để làm cái thước đo, để làm cái chuẩn mực để chúng ta tu tập và hành trì. Thì lúc này Đức Phật mà nói như thế này: Này A Nan, chư thiên nhân dân ở 10 phương thế giới chỉ tâm nguyện sanh về cõi ấy có ba hàng. Cõi ấy ở đây Đức Phật nói tức là cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Bậc thường phẩm là những người xuất gia, lìa tham dục làm sa môn, phát tâm Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, làm các công đức, nguyện sanh về cõi đó. Những chúng sanh này khi màn chung, Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng hiện đến trước mặt, liền theo Đức Phật sanh về cõi đó. Tức là đây là nói về hàng thường phẩm. Hàng thường phẩm ở đây là những người xuất gia. Xuất gia nhưng mà phải lìa tham dục. Hàng người xuất gia nhưng mà lìa tham dục làm sa môn, phát tâm Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, làm các công đức, nguyện sanh về cõi đó. Thì đây là hàng thường phẩm. Còn nữa, chậm nữa, nhưng mà thầy bớt một đoạn và thầy nói về hàng trung phẩm. tức là chúng phẩm chúng sanh. Hàng chúng là những người tuy không làm sa môn, nhưng làm nhiều công đức, phát tâm vô thường Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà. Tuy đã làm nhiều công đức, giữ gìn trai giới, xây dựng tháp tường, cúng dường, treo phang đốt đèn, dân cúng hoa hương, tất cả đều phải hồi hướng nguyện sanh về cực lạc. Thầy xin đọc lại một lần nữa để quý vị Phật tử chúng ta nghe và chúng ta thẩm thấu. Cái lời kinh ở trong này đã khá rõ rồi, thầy chỉ diễn dịch một vài điểm thôi để gọi là nhắc lại thôi. Trong này Đức Phật nói là hàng trung là những người tuy không làm sa môn, nhưng làm nhiều công đức, phát tâm vô thượng Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà. Tuy đã làm nhiều công đức, giữ gìn trai giới, xây dựng tháp tường, cúng dường, treo phang đốt đèn, dân cúng hoa hương, tất cả đều phải hồi hướng nguyện sanh về cực lạc. Thầy vừa nói qua đó là hàng thường phẩm và hàng gọi là trung phẩm sanh về cực lạc. Quý vị thấy Phật tử chúng ta thấy chúng ta có 5 ở trong đó không ạ? Hàng thường phẩm thì chắc hẳn là quý vị chúng ta không nằm rồi. Tại vì hàng thường phẩm ở trong này nói là những người xuất gia lìa tham dục làm sa môn. Thì hàng này là quý vị Phật tử chúng ta là những người tại gia thì không nằm được rồi. Còn cái hàng trung, quý vị thấy chúng ta có 5 ở trong đó không? Còn phát tâm vô thường Bồ Đề, có chuyên tâm niệm Phật A Di Đà không? Hay chúng ta cũng có niệm nhưng mà lúc niệm lúc không? Chúng ta cũng có niệm nhưng mà niệm hơi hợp. Chúng ta có niệm nhưng mà 3 bữa niệm, 1 bữa nghỉ, 1 bữa niệm, 3 bữa nghỉ. Chúng ta có giữ gìn trái giới không? Có xây dựng tháp tường hay không? Có cúng dường, có treo phán đốt đèn, vẫn cũng hoa hương không? Thì đây là điều mà thầy chia sẻ để quý Phật tử chúng ta suy gẫm. Đây là những điều mà Đức Phật tuyên thuyết. Tiếp theo là nói về hàng hà phẩm. Hàng hà phẩm là những người giả sử không hay làm các công đức, mà đã phát vô thượng Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, vui mừng, tin sâu, không chút nghi ngờ, hết lòng nguyện sanh về cõi cực lạc. Người này mạng chung, mong thấy Đức Phật cũng được vãng sanh, công đức trí tuệ kế bậc trung. Tức là tất cả đều phải là chuyên tâm niệm Phật A Di Đà. Chuyên tâm niệm Phật A Di Đà như là như thế nào? Tức là niệm cho đến nhất tâm bất loạn. Niệm tức là không giảng đoạn. Niệm mà không chút nghi ngờ và nguyện sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thầy chia sẻ cái điều này để làm gì? Đến nhất là quý vị Phật tử chúng ta mà lớn tuổi ở trong đạo tràng, quý vị nào mà chúng ta có phát nguyện sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà thì rất mong quý vị chúng ta nhất tâm trì danh niệm Phật, niệm thầm hoặc là niệm lẫn tiếng, nhưng mà phải miên mật quý vị, nhưng mà phải thật sự dùng công, nhưng mà phải là chuyên tâm và tín tâm. Cho điều mà chúng ta tu tập hơi hợt quá mà chúng ta lại mong để một ngày chúng ta xả bỏ thân này mà được ban hộ niệm, rồi được những người này người kia cầu nguyện để mình có thể vãng sanh được. Mà khi sống chúng ta không làm các công đức, khi sống chúng ta không giữ gìn 5 giới, khi sống chúng ta không bố thí, không tạo phước, gọi là không có thiền căn, phước đức, nhân duyên, mà chúng ta nghĩ chúng ta có thể sánh về cõi Tây Phương Cực Lạc, thì điều đó theo cái việc nghĩ nó có trái với cái tinh thần nhân quả, trái với cái nghiệp báo của đạo Phật hay không. Thì đây là thầy xin hỏi và mong là quý vị Phật tử chúng ta suy gẫm. Vì nào mà phát nguyện niệm Phật để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải có đủ 3 món hành trang. Đó là tín, đó là nguyền và đó là hành. Tiến sâu, nguyền thiết và hành chuyên, phải chuyên công quý vị. Thầy lấy một ví dụ rất là đơn giản. Thì thường chúng ta thỉnh thoảng có thể chúng ta sẽ bị đau răng, đúng không? Nhiều khi chúng ta đau răng hoặc chúng ta đau đầu, đúng không? Và khi quý vị đau răng, quý vị cảm giác là như thế nào? Cực kỳ, đúng không? Mà dòng thời gian mà quý vị cách đây có vài năm mà quý vị thầy đây bị Covid gọi là bị 2 lần. Cách đây vài năm là đại dịch Covid, đúng không? Đại dịch Covid-19. Thầy bị Covid 2 lần. Mà lúc đó là nhạt miệng quý vị, và rất là lúc đó là rất đau đầu. Mà lúc đó chúng ta có thể niệm được danh hiệu Đức Phật hay không? Lúc chúng ta đau răng, lúc chúng ta đau đầu, chúng ta có niệm được hay không? Mà đó là mới nói đau răng và đau đầu thôi. Còn khi mà chúng ta gọi là lấm màn chúng thời, khi mà tử đài rã rồi, chúng ta còn nhấc tấm được hay không? Chúng ta còn duyên theo Phật A Di Đà được hay không? Tâm chúng ta còn tương ứng với Phật được hay không? Để có thể gọi là đắc sanh Bỉ Quốc, để có thể vãng sanh được về cõi cực lạc. Thì những cái gì mà thầy chia sẻ, thầy mong là quý vị Phật tử chúng ta, nhất là quý vị Phật ta lớn tuổi mà chúng ta đã phát nguyện sanh về cõi tịnh độ Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta phải dùng công niệm Phật quý vị. Có thời khóa, có hành trì, và phải có cái sự miên mật. Còn không thì rất khó. Thì bây giờ cũng là đã là 9:05. Thì với cái đề tài mà tịnh độ tìm ở nơi đâu, thì thầy chia sẻ hai mặt, mặt sự và mặt lý. Mặt sự tức là quý vị Phật tử chúng ta có thể phát nguyện để cầu sanh tịnh độ, thì nơi đó chúng ta có nhiều nhân duyên để chúng ta tu tập, hoặc là để có thể là giải thoát sanh tử. Tuy nhiên, điều thầy muốn khuyến rắc các quý Phật tử, khuyên răng các quý vị là chúng ta, người học Phật, chúng ta phải biết rằng hạnh phúc là đang có mặt, hạnh phúc là hiện tiền, hạnh phúc là bây giờ và ở đây. Chúng ta đừng chờ đợi, đừng chờ đợi sánh về tịnh độ mới được an lạc, mới được hạnh phúc, mới được bình yên. Vấn đề là chúng ta phải biết rằng tịnh độ luôn có mặt. Luôn có mặt lúc nào? Luôn có mặt mà lúc trong lòng quý Phật tử. Lúc đó chúng ta không còn khởi lên cái niệm tham, chúng ta không còn khởi lên cái niệm sân, chúng ta không còn khởi lên cái niệm si. Tức là gì? Lúc đó chúng ta sống với cái sự tỉnh thức, sống với cái sự chánh niệm, thì tịnh độ có mặt ở trong mỗi quý vị. Tức là tâm bình thì thế giới bình. Tâm chúng ta bình yên thì thế giới này sẽ bình yên. Tâm chúng ta hạnh phúc thì chúng ta nhìn thế giới này sẽ hạnh phúc. Và thầy nghĩ là tại đây thì vì Phật tử chúng ta đã hiểu rằng, đã hiểu được tịnh độ tìm ở nơi đâu. Tìm ở nơi đâu quý vị? Tìm ở chính mình. Tìm ở trong cái giây phút này. Trong cái giây phút này, bây giờ và ở đây. Tịnh độ vẫn luôn có mặt. Nếu lúc nào chúng ta sống được cái tâm Phật, lúc nào chúng ta sống được về cái sự tỉnh thức, lúc nào chúng ta sống về cái sự chánh niệm. Và thầy xin khép lại cái bài chia sẻ ở đây bằng một cái câu thơ mà thầy rất là tâm đắc, của thầy Minh Niệm đó quý vị. Thầy Minh Niệm chắc là một vài quý vị Phật tử chúng ta còn nghe pháp của sư Minh Niệm. Sư viết như thế này: hãy tin vào vô thường, rồi ngày mai sẽ khác, lòng sẽ bình yên hơn, hoa mọc lên từ rác. Lòng sẽ bình yên hơn quý vị, hoa mọc lên từ rác. Trong phiền não là chúng ta nhìn với ánh mắt, ánh nhìn của sự tỉnh thức, thì chúng ta sẽ thấy hạt giống Bồ Đề. Giữa những người hàng xóm, mà chúng ta có thể nói là những người tâm ma, Nhưng mà chúng ta nhìn và hạt giống sự tỉnh thức thì chúng ta ô hay, đó cũng là một vị Phật tương lai. Vì Đức Phật cũng nói rồi, tất cả chúng sanh một ngày đều sẽ thành Phật. Tất cả chúng sanh một ngày có cái hạt giống Phật và sẽ thành Phật. Thì một ngày cái bà hàng xóm hát karaoke khó chịu với nhà mình, một ngày cũng sẽ thành Phật. Quý vị có tin vào điều đó không ạ? Nếu chúng ta tin vào điều đó thì tất cả vì chúng ta cho một tràng vỗ tay. Và Thầy xin khép lại, lòng sẽ bình yên hơn, hoa mọc lên từ ra. Chúc cho quý vị Phật tử chúng ta tu tập càng ngày sẽ thật nhiều tinh tấn và sẽ cảm nhận được cái sự an lạc hạnh phúc nó luôn có mặt. Và một lần nữa xin được cảm ơn Thầy trụ trì cũng như chư tăng tại chùa Bồ Đề đã tạo những duyên để Thầy có thể về đây, để Nhật nào có thể về đây để chia sẻ Pháp đến quý Phật tử. Và chúc quý vị một lần nữa, chúc quý vị chúng ta bình yên, hạnh phúc, an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin được tuyên truyền bài pháp đầy ý nghĩa, đầy sâu sắc để giúp con hiểu được thế nào là tịnh độ và thế nào là hạnh phúc hiện tiền, cũng như là tịnh độ ngay trong phút hiện tiền. Và đặc biệt chúng con rất thích cái câu chuyện ngày Tô Đông Pha và ngày Phật Ấn để cho thấy được cái tâm mình như thế nào, hạnh phúc mình ngay đó, nhìn nơi đâu cũng sẽ thấy được hạnh phúc ở nơi đó. Điều kiện vãng sanh, thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh là những điều kiện tiên quyết để cho mọi người, cho tất cả chúng con hướng đến sự tu tập hành trình để một lần nữa chúng con sẽ tập trung. Sau đây thì chúng con xin mời tất cả quý Phật tử còn câu hỏi nào chưa rõ về tịnh độ, tịnh độ ở nơi đây, tịnh độ các vị chưa tìm được tịnh độ thì có thể hỏi tiếp để được chia sẻ ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Thực sự thì chủ đề này thầy giảng có hai vấn đề rất là rõ. Con nghĩ là con về già lớn tuổi rồi, con nghe con hiểu. Chắc ở đây quý Phật tử ai cũng giỏi, ai cũng nghe cũng hiểu hết rồi. Chúng con xin một lần nữa xin tri ân Thầy, cầu đảm bảo gia hộ Thầy Pháp thể Việt Nam sự hữu thành. Sau đây thì chúng con thỉnh Thầy. Quý vị Phật tử chúng ta chắp tay để niệm kệ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh